Xem xét thi hành kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị xem xét kỷ luật do để xảy ra những sai phạm về quản lý nhà nước trong vụ án xảy ra tại công ty Việt Á. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15 và xem xét kết luận một số nội dung thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ, ban cán sự đảng bộ y tế căn cứ các quy định của đảng, ủy ban kiểm tra trung ương quyết định tại bộ khoa học và công nghệ khai trừ ra khỏi đảng đồng chí Trịnh Thanh Hùng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, phó bí thư chi bộ, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Cảnh cáo các đồng chí Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thiện Thành, Nguyên Bí thư Chi bộ, Nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Lê Bách Quang, Chủ tịch các hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Khiến trách đồng chí Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự Đảng bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ tại bộ y tế khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế nguyễn nam liên nguyên phó bí thư nguyên trưởng ban tổ chức đảng ủy bộ y tế nguyên bí thư đảng ủy nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế cảnh cáo các đồng chí nguyễn trường sơn ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế đặng đức anh ủy viên ban chấp hành đảng bộ quận hai bà trưng thành phố hà nội bí thư đảng ủy viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương khiến trách các đồng chí đỗ xuân tuyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung ương phó bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ y tế nguyễn mạnh cường ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy bộ bí thư đảng ủy chánh thanh tra bộ y tế ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế